Tối muộn ngày 4 tháng 7, một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Đông Anh, Hà Nội cho biết, một chiếc xe buýt trong lúc vào đổ xăng tại cửa hàng xăng dầu Petrolimex số 41, cổng A, khu công nghiệp Bắc Thăng Long, thôn Bầu, xã Kim Trung, thì không may va phải cây xăng rồi sau đó bốc cháy dữ dội. Trước đó, mạng xã hội lan truyền hình ảnh một chiếc xe buýt bốc cháy tại một cây xăng trên địa bàn huyện Đông Anh. Lửa phát ra ngùn ngụt từ phần thân bên phải của chiếc xe buýt, khói đen bốc lên nghi ngút. Hiện lực lượng chức năng đã huy động 3 xe chữa cháy chuyên dụng để tiến hành khống chế đám cháy. Thông tin ban đầu không có thiệt hại về người. Theo đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện Đông Anh, đám cháy đã được dập tắt. Vụ cháy đã thiêu rụi toàn bộ nội thất xe buýt, gây tác động nhiệt sang một cột bơm xăng. Các khu vực khác của cây xăng được bảo vệ an toàn.